Trường mến chào toàn thể quý vị anh em đang quan tâm và đang theo dõi kênh nhé. Thì hôm nay mình lại tiếp tục giao lưu khế chua anh em. Khế chua cây dáng trực đế bàn tứ diện, bộ đế thì khá đẹp nha anh em. Bộ đế thì khá đẹp, khá long lanh luôn. Quay tứ diện cho anh em xem nhé. Cây thì mới cắt hết cành lá để chuẩn bị ép hoa quả tết nhé, cho nên anh em yên tâm là dòng này quả nó khủng khiếp lắm nha. Đây nha, mình quay đế tứ diện nhé. Đó, đế tứ diện, tay cành tứ diện anh em. Đấy là nói chung là len keng xẻ beng. Rồi mình xin phép đo hoành thông số với anh em xem tham khảo, được thì ủng hộ giúp mình nhé. Rồi hoành thân tại điểm này là khoảng tầm 73 cm, 73 tổng nồi đấy. Tổng nồi đấy khoảng tầm hết thước là khoảng 1,5 m anh em. Tổng chiều cao, tổng chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh điểm của cây là nhiêu? 1,2 m. Là tổng chiều cao từ cái mặt chậu lên tới cây chỗ cắt anh em, vết cắt là khoảng tầm 60 nha anh em. Tổng từ mặt chậu này mà lên tới đây là khoảng tầm 60. Thì đây là ngay mặt cắt của ngày xưa. Bây giờ nó chai rồi anh em này, nó chai rồi này. À, cây này cắt giật mấy lần rồi và tiếp tục mặt cắt thứ hai này. Đó thì bây giờ anh đang kéo nhựa xuống này. Cây này thì có uốn có lắc sửa tay tàn thì cũng làm sơ sơ tạm ổn. Bộ đế thì anh em thấy rồi, ổn đứng sau một bộ xương bộ đế. Đây anh em thấy cái bộ đế này dưới tí này. Đấy, bộ đế to rộng rất là bự nhá. Cây này thì thật sự mà nói thì anh em nếu mà đi mua làng tộc ấy, hay mua ở làng đồng bào, hoặc giả là anh em mua quả bờ rào bờ dậu thì sẽ không bao giờ có được cái bộ đế giống như là cây cốt ngắn cốt trực mà đẹp hay nhá. Bộ đế hay nhá, trải đều hết. Cây này là mình ép vô trong chậu trồng khoảng 17 năm rồi anh em, 17 năm nhé, chứ không phải 1 năm 7 tháng nhé, mà 17 năm. Thời đại này mà đi mua mấy cây đây ở trong các khu vực mà đồng bào anh em thì giá thành cũng rất là cao, mà còn không bứng, và nhiều khi bứng về còn sống chết. Ở đây cây này nó nằm sẵn trong chậu rồi, mà cây trong chậu đây là cây chậu là lọt lòng là 1,90 nha anh em, chậu phủ bì 1 m. Còn cây đây dòng khế này thì quả rất là nhiều nha anh em. Mình đang ở đây mình sẽ quay sơ cho anh em xem này, quả lộn gỗ này. Đây quả rất là nhiều, mình đang cắt để ép quả tết anh em, ép quả tết để tết đi bán chợ bông chợ hoa anh em. Đây quả khô chín đầy này, nói chung khế đây thì quả bát ngát xương xanh rất là nhiều. Rồi cây đây mình xin phép giao lưu là 3.500.000, bao ship luôn nha anh em, nhưng không ship chậu nha, ship chậu là hết luôn ạ, ship chậu là cái tiền ship là chắc hết luôn. Cái này thì mình cũng không thể đóng khung được, cho nên là mình chỉ có thể là bó bầu, sau đó là lấy quỷ bóng các kiểu, vải viết các thứ, cây mình rằng lên rồi mình bó thôi, chứ không thể đóng khung được nha. Cây này đóng khung thì rất là tốn kém, thật sự được mà đóng khung thì rất tốn nha. Thì tính ra một cái cây giá thành như này cũng rất là thấp nha nha. Nói chung là mình cũng bán thứ nhất là dược dỗ, với thứ hai là để chủ yếu là cái giá gốc thôi anh em, chứ lời lãi thì không có đâu anh em, tính đơn giản thôi. Bây giờ vô trong đồng bào mua cây này tầm 1,5 triệu rồi mà không có cái bộ đế đẹp như này đâu, với hai là cái vết nó đơ lắm, nó không được nu xù như cái này mà người ta cắt ngang này đó, rồi còn công bứng về mất khoảng tầm vừa công bứng vừa công trở mất 5 xị, rồi về nhà chồng còn chưa biết sống chết. Ở đây trong khi là mình bao ship tới nhà anh em luôn, mà trong khi tay cành anh em thấy này, mà cây là đang ra quả nhá, quả đây quả rất nhiều. Đây là mình cắt xả hết cả lô này nhá, xả để ấy đây nhá, để ấy quả tết này, để làm quả tết đấy. Cho nên là vậy, thì anh em là hợp nhãn cây đấy thì ủng hộ giúp. Còn anh em nào ưng các cây đế thú hoặc là đế lũa hoặc cây lũa, cây thú cây lũa thì có thể là liên hệ trực tiếp qua Zalo, mình có thể quay Zalo trực tiếp cho anh em xem tham khảo ủng hộ giúp. Và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị anh em đã quan tâm và theo dõi kênh nhé. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.